Khi cả thế giới chứng kiến cuộc xâm lược của Nga, các quốc gia bắt đầu đoàn kết ủng hộ Ukraine. Phải chăng Putin đã tính sai? Chào mừng đến với Hoa Kỳ chưa tiết lộ, tôi là Chris Chappell. Tập này được tài trợ bởi Incogni. Bạn có lẽ đã biết có những công ty đang thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng bạn có lẽ không biết số đó nhiều đến cỡ nào. Hàng chục, có khi là hàng trăm công ty mà phần lớn bạn chưa từng nghe tên. Bạn cũng chẳng biết họ đang làm gì với dữ liệu đó. Incogni giúp bạn ngăn những công ty kia lại, tôi sẽ giải thích thêm ở cuối tập. Nhưng đã một tuần kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine, và dường như mỗi ngày đều có những tiến triển mới đáng chú ý. Đây là Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, được quay lại qua cửa sổ của người dân. Thành phố rung chuyển và run lên dưới tiếng nổ dữ dội. Ở phía nam, người Nga đã tiến vào, chiếm được tòa thị chính ở Berchansk. Nhưng người dân địa phương không run sợ. Thay vào đó, họ đối mặt kẻ thù và yêu cầu họ về nhà. Hàng dài điểm G này đang chậm chậm tiến về phía thủ đô Kiev. Công nghệ của chúng ta cho biết đó là một đoàn xe dài 64 km, phần lớn là xe tăng APC. Có vẻ như phía Nga chắc chắn sẽ tiếp tục tấn công vào các khu vực đô thị. Khi các trận đánh diễn ra dữ dội, phái đoàn của Ukraine và Nga đã họp suốt 6 tiếng tại biên giới Nga và Belarus. Tuy không thành công đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, nhưng ít nhất đã nhất trí gặp nhau lần nữa trong những ngày tới. Người dân trên khắp thế giới đang biểu tình phản đối Putin và Nga. Chúng tôi ủng hộ Ukraine. Chúng tôi ủng hộ Ukraine. Chúng tôi ủng hộ Ukraine. Chấm dứt chiến tranh, Putin. Chấm dứt chiến tranh. Putin, đi đi. Putin, đi đi. Các chính phủ trên khắp thế giới cũng đang đoàn kết ủng hộ Ukraine. Thế mà tôi cứ tưởng phải người ngoài hành tinh xâm lược mới đoàn kết được thế giới cơ đấy. Hóa ra chỉ cần một cuộc xâm lược của Nga bởi một gã cởi trần cưỡi ngựa là đủ. Không ai thích những kẻ khoe thân không biết xấu hổ cả. Theo một vài khía cạnh thì thật đáng ngạc nhiên khi việc Nga bị cô lập lại diễn ra nhanh đến vậy. Vì Mỹ và châu Âu không phải lúc nào cũng đồng lòng về vấn đề liên quan đến Nga. Nền kinh tế châu Âu có quan hệ chặt chẽ với kinh tế Nga và các nước châu Âu đã ngần ngại hơn khi trừng phạt Nga cũng vì thế. Ví dụ, một số nước châu Âu không muốn loại bỏ ngân hàng Nga ra khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng toàn cầu, gọi tắt là SWIFT. Chặn SWIFT ở Nga thật ra có thể làm tổn thương một số nước châu Âu, đặc biệt là Đức và Ý. Nếu không có SWIFT, sẽ rất khó để những nước này mua dầu và khí của Nga mà vốn họ rất cần. Quả là tình huống khó khăn cho những nước này, như khi cửa hàng pizza gần nhà đi xâm lược một quốc gia có chủ quyền vậy. Bạn không ủng hộ điều họ làm nhưng cũng không muốn nghỉ chơi với họ, vì nếu làm thế, bạn có thể phải ăn pizza từ Papa John's. SWIFT là hệ thống cho phép các ngân hàng trên khắp thế giới giao tiếp với nhau và từ đó thực hiện các giao dịch tài chính. Có thể xem đó như phần mềm nhắn tin tức của hệ thống tài chính vậy. Nhưng không có nhiều bức ảnh khoe thân rùng rợn xuất hiện trong khung chat. Khi cuộc xâm lược Ukraine của Nga tiếp diễn, tất cả các nước thành viên EU, Anh Quốc và Hoa Kỳ đã nhất trí loại bỏ một số ngân hàng của Nga ra khỏi hệ thống này, nhưng họ chưa cắt SWIFT khỏi toàn bộ hệ thống ngân hàng Nga. Nhưng phương Tây cũng trừng phạt Nga với các lệnh cấm vận, đã đoạn đứt nền kinh tế Nga khỏi phần còn lại của thế giới, gồm cả các lệnh cấm vận ngân hàng trung ương Nga. Những lệnh cấm vận này sẽ khiến Nga gặp khó nếu muốn chèo chống đồng tiền đang rớt giá và giúp Putin đổ tiền vào cuộc xâm lược. Ai mà biết, khi xâm lược Ukraine, Putin đã có thể trở thành người đàn ông đoàn kết được châu Âu cơ chứ? Và tôi dám nói, người đã làm EU vĩ đại trở lại. Có lẽ truyền thông đã sai và thực ra Putin vẫn hâm mộ Trump bấy lâu nay. Còn tiếp sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Nhiều năm nay, Putin đã lo sợ về một châu Âu mạnh hơn, đoàn kết hơn, đặc biệt thông qua Liên minh An ninh NATO. Nhưng giờ nỗi sợ hãi của ông ta đang trở thành một lời tiên đoán thành sự thực. Nga có thể đang đẩy Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Cả hai nước này đều hợp tác với NATO nhưng chưa phải là thành viên. Vẫn chưa nước nào thông báo kế hoạch gia nhập. Nhưng đó đột nhiên đã trở thành một ý tưởng được chấp nhận rộng rãi vì nhiều lý do. Putin tuyên bố toàn bộ chuyện này thực chất đều là lỗi của NATO. Một trong những lý do ông ta xâm lược Ukraine là vì NATO không hứa sẽ không bao giờ để Ukraine gia nhập NATO. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO từ năm 2008. Câu trả lời cho tới nay vẫn là chắc chắn rồi, có lẽ sẽ một ngày nào đó.
Có thể hiểu tại sao Putin không hài lòng, vì thế sẽ giúp NATO tới ngay sát thêm nước Nga. Ukraine cũng muốn gia nhập EU. Nói chung, quốc gia này đã từng bước tiến gần hơn tới châu Âu và xa hơn với Nga về mặt chính trị. Theo Putin, đó là không thể chấp nhận, vì Ukraine về mặt lịch sử là lãnh thổ của Nga. Tại sao đột nhiên lại muốn gia nhập châu Âu cơ chứ? Nhưng Ukraine không phải là nước hậu Xô Viết duy nhất muốn gia nhập NATO. Estonia, Latvia và Litva đã gia nhập từ năm 2004, cũng giống như Ukraine, Georgia cũng muốn gia nhập. Có lẽ đã tới lúc Putin ngừng lại và tự hỏi mình rằng tại sao tất cả những nước này lại muốn gia nhập NATO? Có phải vì họ lo lắng về Nga? Đặc biệt là Ukraine và Georgia, những nước đã có xung đột quân sự với Nga. Rõ ràng cuộc xâm lược tổng lực Ukraine sẽ xoa dịu tất cả những nỗi sợ của họ. Vậy là Putin không chỉ khiến EU trở nên vĩ đại trở lại, mà còn khiến NATO vĩ đại trở lại. Nhân tiện, EU đã thông báo sẽ cùng với Mỹ gửi vũ khí tới cho Ukraine. Lần đầu tiên trong lịch sử, Liên minh châu Âu sẽ tài trợ việc mua sắm và vận chuyển vũ khí cùng các khí tài khác tới một quốc gia đang bị tấn công. Đây là thời khắc mang tính bước ngoặt. Họ đang gửi đi khoảng 557 triệu đô la, phần lớn là cho vũ khí sát thương. Ngay cả Đức cũng sẽ chấm dứt chính sách đã tồn tại hàng thập kỷ là không cung cấp vũ khí cho các vùng chiến sự. Đức đã theo đuổi chính sách này kể từ khi chấm dứt Thế chiến thứ hai, đồng thời hạn chế các nước châu Âu khác. Phần lớn linh kiện quân sự ở châu Âu được sản xuất bởi các công ty Đức, và Đức có tiếng nói quyết định về việc chúng có thể đi đâu. Đó là lý do Estonia đã bị chặn, không được gửi tới Ukraine những súng bắn đạn trái phá cũ mà họ mua từ Phần Lan, vì Phần Lan mua chúng từ Đức. Đây có thể là lần đầu tiên trong lịch sử khi một ý tưởng sáng nước hơn sẽ là thử mua một khẩu súng từ Amazon. Chắc chắn sẽ không vi phạm quy định, vì mọi thứ trên đó đều sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng giờ đây, khi Đức đã đảo ngược chính sách đó, Estonia được thoải mái gửi vũ khí tới cho Ukraine. Bên cạnh đó, Đức còn trực tiếp gửi vũ khí từ kho dự trữ quốc gia. Điều này thật điên rồ. Chỉ mới tuần trước, người ta sẽ cho là thật điên rồ nếu nói Đức sẽ gửi tên lửa tới Ukraine. Trong thế kỷ 21 ấy, hầu hết mọi người sẽ không tin nếu nói với họ rằng Thụy Điển và Thụy Sĩ sẽ chọn phe trong xung đột. Thụy Điển đang gửi vũ khí chống tăng tới cho Ukraine. Còn Thụy Sĩ, nước cũng có chính sách duy trì trung lập trong thời gian xung đột, đã thông báo sẽ áp dụng các lệnh cấm vận Nga của EU. Cả hai nước này đều đứng trung lập ngay cả trong Thế chiến thứ hai. Ta biết mọi chuyện nghiêm trọng thế nào khi các nước bắt đầu từ bỏ các chính sách đã tồn tại từ lâu, chỉ trong một cái cuối tuần. Thụy Sĩ giờ đang tìm cách giúp Ukraine khiến các binh sĩ Nga thăng thiên nhanh hơn cả phô mai của họ. Nhưng biểu hiện đoàn kết bất ngờ này có dài lâu. Thế còn sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng của Nga thì sao? Tôi sẽ nói tiếp sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Bấy lâu nay châu Âu có quan hệ không mấy dễ chịu với Nga. Mặc dù họ công nhận Nga là một mối đe dọa, nhưng nền kinh tế của họ lại gắn chặt với nền kinh tế Nga. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp của Đức. Không lâu trước cuộc xâm lược, một số lãnh đạo Đức vẫn còn làm giảm tính nghiêm trọng từ động thái của Nga, nói những lời cảnh báo liên tục từ Washington và các nguồn tin khác là chứng cuồng chiến. Thật kỳ lạ, vì nếu có ai nên hiểu nguy cơ từ một lãnh đạo chuyên chế xâm lược các quốc gia khác, thì đó là Đức. Trong quá khứ, Đức muốn duy trì nguyên trạng với Nga vì họ nhập khẩu 1/3 lượng khí đốt từ quốc gia này. Bạn có lẽ đã nghe về đường ống dẫn khí tự nhiên Nord Stream 2 chạy từ Nga sang Đức dưới đáy biển Baltic. Cùng với Nord Stream 1, tuyến đường này hứa hẹn sẽ vận chuyển 110 tỷ mét khối khí một năm từ Nga tới khách hàng lớn nhất của họ là châu Âu qua nước Đức. Đường ống này vẫn luôn là đề tài tranh cãi thậm chí cả ở Đức, nhưng nó đặt Đức vào vị trí đối lập với Hoa Kỳ và Ukraine vì nhờ nó, Nga sẽ có đòn bẩy mặc cả với kinh tế Đức. Khi Donald Trump là Tổng thống, ông đã cấm vận đường ống này và thực sự đã chặn được nó, cho tới khi Biden nhận nhiệm sở và gỡ bỏ cấm vận. Đợi đã, Trump còn cứng rắn với Nga hơn cả Biden ư? Điều đó hẳn phải làm tan vỡ trái tim fan hâm mộ số 1 của Trump rồi. Biden tái áp đặt các lệnh cấm vận đường ống này sau khi Nga xâm lược, nhưng không phải trước khi Đức nói sẽ chấm dứt hẳn dự án. Đường ống này đã hoàn thành, nhưng vẫn cần sự phê duyệt từ các nhà điều hành Đức, và giờ Đức nói điều đó sẽ không xảy ra. Một vấn đề khác giữa Mỹ và Đức là chi tiêu quốc phòng thấp của Đức. Mỹ từ lâu đã than phiền chuyện Đức không đóng góp đủ nhiều cho NATO hoặc cho chính ngân sách quốc phòng của họ. Đó là điều Tổng thống Trump đã thúc giục Đức từ hồi năm 2019.
Công bằng mà nói, Trump không đơn độc. Đây cũng là điều mà Obama muốn Đức phải làm. Trump chỉ là nói trực tiếp hơn thôi. Nguyên nhân đó là rắc rối, là vì Mỹ có nhiều lính đang đồn trú ở Đức hơn tất cả các nước châu Âu khác. Hoa Kỳ cũng đóng góp cho NATO nhiều hơn mọi nước NATO khác. Tức là Đức thực ra là đứa nhóc trong nhóm học chung, chẳng làm gì nhưng vẫn được nhận cùng số điểm. Có từ tiếng Đức nào mang nghĩa đó không nhỉ? Trong một động thái quay đầu chóng mặt, Đức cũng đã cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Đâu đó trên sân golf ở Mar-a-Lago, Donald Trump đang mỉm cười. Chỉ trong một cái cuối tuần, Đức đã đảo ngược chính sách ngoại giao kéo dài hàng thập kỷ. Đúng thật là không thể tin được. Nhưng giờ đã là sự thực, nhờ vào Putin. Đức thông báo tuần trước rằng cam kết 100 tỷ euro cho chi tiêu quốc phòng. Con số đó gần gấp đôi ngân sách quốc phòng hiện tại và giúp Đức thực sự đáp ứng được tất cả các yêu cầu của NATO về chi tiêu quốc phòng. Vậy là Putin thực sự đang đem mọi người lại với nhau, cùng ghét ông ta. Ông ta có phần như Batman vậy, không phải người hùng thế giới đáng được có, mà là người hùng mà thế giới cần. Và ông ta còn đang tuyển thanh thiếu niên đi đánh trận nữa. Và tập này được tài trợ bởi Incogni. Dù bạn đang làm gì trên mạng thì có rất nhiều công ty đang thu thập dữ liệu cá nhân của bạn. Tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số, an sinh xã hội, kinh nghiệm làm việc, tất cả mọi thứ. Vậy họ làm gì với các dữ liệu của bạn? Họ mua chúng, bán chúng, giao dịch chúng, như thể bạn là một món hàng vậy. Nếu họ chỉ dùng chúng để bán hàng cho bạn thì bạn vẫn còn may. Một số kẻ dùng chúng để thay đổi xếp hạng tín dụng của bạn, hoặc có thể là những chuyện xấu tệ hơn nữa. Nếu các công ty này bị hack, thì bạn có thể gặp rắc rối. Ví dụ vào năm 2021, hacker đã hack LinkedIn, khiến dữ liệu cá nhân của 700 triệu người dùng bị đưa lên, giao bán trên dark web. Trong đó có tên, số điện thoại và dữ liệu hồ sơ của người dùng. Khá đáng sợ đấy. Nếu LinkedIn có thể bị hack, thì những công ty nhỏ hơn mua bán dữ liệu của bạn cũng có thể bị. Nên tôi đã đăng ký dùng Incogni, và tôi phát hiện có tới 76 công ty môi giới dữ liệu có thể có thông tin cá nhân của tôi. Tôi chưa bao giờ nghe đến hầu hết các công ty này, nhưng họ chắc chắn có biết tôi. Incogni buộc những công ty này phải xóa dữ liệu của bạn. Có những điều luật cho phép bạn làm thế, nhưng nếu bạn muốn tự làm, thì bạn phải tìm được những luật đó. Viết các lá thư theo văn phong có tính pháp lý nhất định và theo dõi để biết yêu cầu của bạn có được thực hiện hay không. Incogni giải quyết việc đó cho bạn. Chỉ 2 tuần sau khi đăng ký, Incogni đã xóa dữ liệu của tôi khỏi 10 trong số các công ty môi giới dữ liệu kia và 44 cái nữa đang tiến hành, và tôi chẳng phải làm gì cả sau khi đăng ký. Hãy tham khảo Incogni qua đường dẫn dưới đây hoặc truy cập incogni.com/uncovered. 100 người đầu tiên dùng mã Uncovered sẽ được giảm giá 20%. Hãy xóa dữ liệu của bạn khỏi thị trường với Incogni. Một lần nữa, tôi là Chris Chappell. Cảm ơn đã theo dõi Hoa Kỳ chưa tiết lộ.